Xin chào tất cả các bạn nhé. Quay trở lại với video hướng dẫn tiếp theo của kênh Tân TV. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, những bạn nào mà hay dùng Instagram hoặc là Facebook, các bạn hay đăng story và các bạn muốn chia sẻ cái story cho nhau. Ví dụ như chia sẻ story từ Insta sang story của Facebook, cực kỳ là đơn giản. Nếu bạn nào mà chưa áp dụng hoặc là chưa từng thử cái cách này thì mình nghĩ là các bạn nên áp dụng, bởi vì cái tính năng chia sẻ tin story từ Instagram sang story của Facebook nó sẽ có những cái hiệu ứng đẹp ở Instagram đó. Thì các bạn hãy thử và các bạn chia sẻ lên Facebook nhé. Bạn nào mà chưa biết thì các bạn hãy theo dõi ngay video này của mình nhé. Ok, thì để mà chia sẻ những cái bản tin story của Instagram, thì đầu tiên chắc chắn rồi, các bạn hãy tải cho mình cái ứng dụng Instagram ở trên các cái nền tảng app. Ví dụ bạn là dùng Android, các bạn lên cửa hàng Google Play, dùng iPhone App Store cho mình nhé. Đó, thì các bạn hãy tải về cho mình. Đó, cái này thì mình nghĩ là bạn nào cũng đã có rồi, mình nghĩ là cũng rất là phổ biến rồi. Và bây giờ công việc rất là đơn giản thôi. Các bạn hãy truy cập vào ứng dụng Instagram cho mình nhé. Đó, thì đây chính là cái giao diện bảng tin của Insta. Rồi, thì trước tiên để chia sẻ được ấy thì chắc chắn rồi, các bạn phải tạo cho mình một cái bảng tin nhé. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cho mình cái giao diện của phần chính của Insta. Thì các bạn hãy nhìn xuống cái phần avatar trên góc trái màn hình nhé, có cái chữ là tin của bạn. Đó, thì các bạn hãy chọn vào cho mình cái phần là tạo tin nhé, dấu cộng ở đây. Đó, thì ngay lập tức thì cái tin nó sẽ đưa cho các bạn đến cái thư viện ảnh nhá. Thì bây giờ thì mình sẽ lấy một cái tin chẳng hạn. Đây, mình sẽ lấy một cái video, hoặc là các bạn có thể lấy một cái, đây mình sẽ cho nhỏ đi. Đó, mình sẽ lấy một cái đoạn video hoặc là mình lấy một cái hình ảnh cũng được, tùy các bạn nhé. Đó, thì tại đây thì đây các bạn có thể chọn âm thanh hoặc là đang tắt tiếng video, hoặc là các bạn tắt tiếng để các bạn chỉnh sửa thêm âm nhạc các thứ nhé. Cái phần chỉnh sửa thì mình sẽ không nói nhé. Đấy, mình sẽ chọn là tiếp này. Đấy, thì ở đây nó sẽ có hai cái phần để các bạn chia sẻ. Đầu tiên, các bạn có thể lựa chọn trực tiếp bằng cách các bạn trước khi các bạn đăng, các bạn chia sẻ lên tin nhé. Đây, các bạn sẽ chọn luôn luôn chia sẻ. Đây, các bạn sẽ click vào đây này. Đấy, luôn luôn chia sẻ lên Facebook. Thứ hai là chỉ chia sẻ lần này. Đấy, có nghĩa là mỗi lần này thôi, còn những lần sau là các bạn chia sẻ nó sẽ không nhé. Đấy, nếu các bạn thích luôn luôn chia sẻ thì các bạn có thể chọn, hoặc là tùy từ bản tin thì các bạn chọn là chỉ lần này thôi. Đấy, và tin trên Facebook các bạn nhìn chưa? Đó, tin trên story và tin trên Facebook. Đấy, thì bây giờ khi các bạn chọn xong, các bạn chỉ việc chọn cái nút chia sẻ màu xanh ở đây thôi là các bạn thấy là nó sẽ lên cả tin story và Facebook nhé. Đó, xin story của Insta và Facebook. Đó là cách đầu tiên. Cách thứ hai, các bạn cũng chọn vào tin của mình, sau đó thì thư viện các bạn chọn cho mình một cái bức ảnh hoặc là video. Đó, thì cách này thì các bạn chọn là các bạn đăng lên trước nhé. Đây, ví dụ như mình đăng lên tin của mình trước này. Đấy, chọn tin này. Đấy, thì mặc định nó chỉ chia sẻ ở trên Insta thôi. Các bạn quên các bạn chưa chia sẻ lên Facebook, hoặc là các bạn muốn đăng rồi nhưng các bạn muốn chia sẻ cả lên Facebook ấy, thì bây giờ các bạn sẽ chọn vào cái biểu tượng tin của bạn này. Đấy, các bạn sẽ chọn vào tin của bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy cái nút này. Đây, các bạn nhìn thấy cái nút chia sẻ lên Facebook này. Đấy, chia sẻ này. Đấy, cái nút chia sẻ nhé, các bạn chọn vào. Đấy, thì cũng hiện ra cho các bạn đầu tiên là bảng tin nhóm của bạn và Messenger đó, vân vân. Nói chung là các bạn muốn chọn lên bảng tin thì các bạn cũng có thể chọn vào cái phần ô thứ hai này nhé. Đây, cái phần bảng tin này. Đây này. Đây, cái ô bảng tin này nhá. Đấy. Hoặc là trên nhóm. Trên nhóm có nghĩa là khi các bạn tham gia một cái nhóm nào, các bạn chia sẻ lên cái nhóm đó nếu quản trị viên cho các bạn tham gia. Rồi, tiếp theo này, các bạn nhìn thấy cái phần Facebook ở Facebook tiếp theo này. Đây, chữ Facebook này. Đấy, Facebook ở giữa này, các bạn chọn vào. Đó. Thì đây cũng giống như cái phần các bạn chọn trước khi đăng nhá. Đây, luôn chia sẻ lên Facebook, chỉ chia sẻ lần này. Đấy. Thì các bạn sẽ chọn cho mình là chỉ chia sẻ lần này. Đấy. Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy là đã chia sẻ lên tin Facebook, các bạn nhìn chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại, quay trở ra Facebook nhé. Đó, quay trở ra Facebook và mình sẽ kiểm tra cho các bạn xem những cái tin vừa rồi các bạn
mình chia sẻ lên nó đã lên chưa nhá. Đây, rất là nhanh thôi, bởi vì ảnh nên là nó rất là nhẹ. Đây, tin của mình đấy, mình vừa chia sẻ ở cái phần Insta sang này. Đây, các bạn nhìn chưa? Đấy, cái giống hệ ảnh vừa nãy nhá. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đây, cái tin của mình chia sẻ trên tin Insta. Như vậy là xong nhá. Video thì các bạn cũng thực hiện tương tự. Đó, thì bây giờ mình sẽ xóa cái tin này đi. Đấy, xóa ảnh này. Đấy, và bây giờ mình sẽ chia sẻ video cho các bạn xem nhá. Đấy, đã xóa tin nhá. Các bạn muốn xóa thì các bạn cũng chỉ việc chọn vào cái phần dấu ba chấm ở trên Insta này. Các bạn không cần phải xóa nhiều. Có phần xóa này thì nó sẽ có hiển thị là xóa ở cả hai nơi hoặc là chỉ xóa ở Insta thôi. Các bạn chọn xóa ở hai nơi nhé. Đó thì cái tin nó đã xóa luôn. Rồi, tiếp tục các bạn vào lại mình gửi lại cái video vừa rồi. Chia sẻ video vừa rồi. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ tiếp này. Đấy. Các bạn chia sẻ nhé. Đấy. Tùy chọn chia sẻ này, chỉ chia sẻ lần này. Và các bạn chọn chia sẻ lên. Đó, các bạn đợi một chút nhé. Và cái tin này sau khi chia sẻ lên xong. Đấy. Các bạn đợi nó nhé. Đây, cái tin của mình đang chia sẻ lên tin của mình trước nhé. Đó. Đăng lên Insta trước. Xem đã chia sẻ xong chưa. Đấy, 22 giây. Chung là do cái video nó hơi dài. Nên là các bạn phải đợi một chút nhé. Đây. Ok. Đấy, vậy là đã xong nhé. Đấy, bây giờ mình... Đây, đăng đăng vẫn vẫn chưa xong này. Đấy, nó hiện tại nó cái video đó khoảng 50 giây. Đấy, nó mới được có 31 giây hiển thị đây này. Đó. Rồi các bạn cứ thoát ra vào lại một lúc nữa. Đây 42 sắp được rồi. Ok. Và mình sẽ quay trở lại. Nếu mà thành công mình sẽ quay trở lại Facebook luôn. Đây 50 giây. Có vẻ cũng sắp xong rồi. Nếu mà nó xong thì nó sẽ hiển thị ở đây. Đấy. Đang đăng. Rồi. Đây là cái thời gian. À mình xin lỗi. Đây là cái thời gian mà nó tính để nó đăng nhé các bạn nhé. Chứ không phải là thời gian dài của video. Có nghĩa là cái tùy theo cái độ... phân giải của video ấy thì nó sẽ đăng lâu hay nhanh. Ok. Rồi như vậy là trên Insta thì đã đăng xong các bạn nhé. Đây, cái video của mình đăng xong trên tin rồi nhé. Bây giờ mình sẽ quay sang Facebook này. Đấy. Facebook thì các bạn cũng thấy là mình cũng vừa load xong, nó cũng đăng xong rồi. Đấy, Facebook này. Đúng cái video đó nhé. Đấy, ok chưa? Đó. Đây, chia sẻ dưới dạng thước phim thì các bạn có thể chọn ở đây cái này là trên Facebook thôi. Đó. Thì vừa rồi thì mình cũng vừa hướng dẫn cho các bạn hai cách để các bạn có thể chia sẻ bản tin story từ Insta sang Facebook một cách vô cùng đơn giản và dễ hiểu. Các bạn thử áp dụng nhé. Và ở trên Insta này nó sẽ có nhiều hiệu ứng đẹp hơn. Các bạn có thể thêm vào mà trên story Facebook không có, các bạn có thể chia sẻ sang. Đó là toàn bộ các bước để các bạn có thể chia sẻ bản tin story từ Instagram sang story của Facebook vô cùng đơn giản và dễ hiểu. Những bạn nào mà chưa từng áp dụng như lúc đầu mình nói, các bạn hãy thử ngay cách này nhé. Mình nghĩ là nó sẽ rất hiệu quả các bạn và rất là ok. Có những cái trải nghiệm mới từ story của Instagram. Rồi, nếu các bạn thấy video hay, hữu ích thì các bạn nhớ để lại cho mình một like và một bình luận, cũng như là đăng ký kênh ủng hộ mình và bấm hình quả chuông để nhận thông báo tất cả những cái video mình ra hàng ngày nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video dẫn lần tự mình.